Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo một cái giấy mời họp phụ huynh và sử dụng kỹ thuật trộn thư để chúng ta tạo ra một mẫu, chúng ta tạo ra hàng loạt các giấy mời. Để làm được thì đầu tiên bước 1 chúng ta sẽ soạn sẵn cái mẫu giấy mời ở trên file Word. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở file Excel hoặc là file Word đều được nhé để thực hiện viết cái thông những cái trường thông tin mà chúng ta cần truyền vào trong cái file Word kia. Thì cụ thể là chúng ta sẽ cần viết thông tin về học sinh và phụ huynh, viết ở hai cột khác nhau như thế này, và không bắt buộc là phải viết cột nào trước, chúng ta viết cột nào trước cũng được. Sau đó chúng ta sẽ tắt cái file Excel này đi, thực hiện mở ở trên cái file Word này. Chúng ta thực hiện chèn, nhấn vào mục mailing start mail merge, chúng ta nhấn vào mục cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu 6 bước của cái việc mà chúng ta sử dụng trộn thư. Tại bước này thì các bạn sẽ chọn mặc định là letter, các bạn nhấn next tiếp. Bước này chúng ta sẽ có muốn thiết lập cái letter này không, thì chúng ta đang sử dụng cái document hiện tại, thì các bạn tích vào mục này, chúng ta nhấn next. Tại mục này người ta nói rằng là chúng ta sẽ chọn cái danh sách nào để chúng ta có thể merge. Thì chúng ta sẽ nhấn row này để đi tới cái file danh sách lúc nãy. Đó, danh sách lúc nãy mình lưu ở đâu thì mình sẽ nhấn vào đó. Sau đó chúng ta sẽ nhấn OK. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy danh sách này, học sinh và phụ huynh tương ứng với hai cột mà chúng ta đã làm trên file Excel đó ạ. Rồi chúng ta nhấn OK. Và khi này chúng ta sẽ nhấn next tiếp để chúng ta qua bước tiếp theo. Tại bước này chúng ta sẽ chèn các cái thông tin cần thiết vào trong giấy mời. Tại đây, đặt con trò chuột tại vị trí này, chúng ta sẽ nhấn vào phần More Item. Chúng ta chọn là phụ huynh trước, Insert. Hoặc là chúng ta cũng có thể tích chọn vào cái chỗ mà chúng ta muốn chèn, nhấn vào phần Insert Merge. Và chúng ta chọn. Ở đây mình sẽ chuyển thành màu đỏ của hai cái này để các bạn dễ nhìn nhé. Khi chúng ta chèn xong, chúng ta sẽ nhấn Next. Bạn sẽ thấy kết quả hiển thị. Đây là record số 1, tức là bản ghi đầu tiên tương ứng với học sinh đầu tiên. Chúng ta có thể nhấn Next như thế này. Hoặc là chúng ta ở trong cái phần mailing này, các bạn có thể Next ở đây hoặc Next ở đây đều được nhé. Tua lên trước hoặc tua về sau để chúng ta kiểm tra trước xem có chính xác chưa. Đó. Sau khi chúng ta kiểm tra đã thấy hoàn thành rồi, chúng ta có thể chỉnh định dạng bằng cách ta có thể bôi đậm phần này lên. Rồi chúng ta nhấn Next, chuyển qua bước 6. Ở đây có hai lựa chọn, là lựa chọn số 1 là chúng ta sẽ nhấn vào đây thì chúng ta sẽ in tất, in toàn bộ luôn. Đấy. Hoặc là in trang hiện in bản ghi hiện tại, hoặc là in bản ghi từ, chúng ta có 10 bản ghi, tức là từ 10 học sinh thì chúng ta sẽ nhấn chọn từ in từ 1 đến 8 thôi chẳng hạn, thì nó sẽ in 8 cái học sinh đầu tiên thôi. Đó. Còn hoặc là chúng ta có thể là chúng ta mở ra trước khi chúng ta in thì chúng ta muốn xem trước thì đã, thì các bạn sẽ nhấn vào mục phần dưới này. Và chúng ta sẽ thực hiện là để cho nó hiệu chỉnh ra một cái file mới. Cái file này sẽ là chứa tất cả file mà mình cần làm á. Đây, ví dụ đây chúng ta sẽ nhấn OK này. Nó sẽ tạo ra cho mình một cái file mới. Sau đó từ cái file mới này thì mình sẽ thực hiện in. Hiểu chưa? Còn nhấn print kia là nó in luôn. Đó, như vậy là chúng ta thấy kết quả là mỗi cái giấy mời nó sẽ đều nằm ở một cái trang khác nhau, tương ứng với số dòng mà mình đã tạo ở trong phần Excel bên kia. Khi chúng ta đã kiểm tra OK rồi, chúng ta sẽ thực hiện việc in ra thôi các bạn nhé. Đây là mình hướng dẫn cơ bản. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn là cách nâng cao hơn về cái việc là chúng ta sử dụng trộn thư này nhé.